Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự quốc tế của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Hôm qua, Chủ tịch Nghị viện châu Âu cho biết cơ quan này ủng hộ nỗ lực của Ukraine trong việc giành được vị trí ứng cử viên để gia nhập Liên minh châu Âu EU. Tuyên bố được đưa ra sau khi Ủy ban châu Âu EC cho biết sẽ đưa ra ý kiến về tư cách ứng cử viên của Ukraine, Moldova và Georgia vào ngày 17 tháng 6 tới. Theo kế hoạch, 27 ủy viên châu Âu sẽ lần đầu tiên tổ chức một cuộc tranh luận về định hướng chính trị vào ngày 20 tháng 6 tới. Dựa trên ý kiến của EC, các quốc gia thành viên phải nhất trí quyết định có cấp quy chế cho Ukraine, Moldova và Georgia gia nhập EU hay không. Các nguyên thủ quốc gia và chính phủ sẽ giải quyết vấn đề này tại hội nghị thượng đỉnh sẽ được tổ chức tại Brussels, Bỉ trong 2 ngày, ngày 23 và 24 tháng 6. Australia và New Zealand sẽ đưa quan hệ giữa hai nước lên một tầm cao mới thông qua tăng cường hợp tác về biến đổi khí hậu và an ninh khu vực. Cam kết này được lãnh đạo hai nước đưa ra hôm qua nhân chuyến thăm của Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern đến Australia. Phát biểu tại cuộc họp báo chung, Thủ tướng Australia Anthony Albanese cho biết Australia đã đạt được đồng thuận với Thủ tướng Ardern trong các vấn đề tại Thái Bình Dương và hai nhà lãnh đạo đã quyết tâm đưa quan hệ hai nước lên một tầm cao mới. Chúng ta đều là một phần của Thái Bình Dương, do đó tôi rất mong muốn được làm việc không chỉ với New Zealand, mà còn cả với các đối tác Thái Bình Dương để đảm bảo an ninh chủ quyền quốc gia. Về phần mình, Thủ tướng Ardern, nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên đến thăm Australia kể từ cuộc tổng tuyển cử hồi tháng 5 vừa qua, hoan nghênh cách tiếp cận của chính phủ mới của Australia đối với vấn đề biến đổi khí hậu. Biến đổi khí hậu là một vấn đề toàn cầu, là một vấn đề nghiêm trọng trong khu vực và chúng tôi rất mong muốn được hợp tác cùng các đối tác Thái Bình Dương về mối đe dọa đáng kể này. Bên cạnh đó, bà Ardern cũng nêu ra chính sách trục xuất gây tranh cãi của Australia trong cuộc gặp với Thủ tướng Albanese, người đã cam kết giải quyết vấn đề này. Cuộc xung đột tại Ukraine đang làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng lương thực khi lúa mì và nhiều mặt hàng thực phẩm khác không thể được xuất cảng từ Nga vào Ukraine. Điều này có nguy cơ sẽ đẩy thêm 11 đến 19 triệu người rơi vào cảnh bị đói trong năm 2023. Cảnh báo được Tổ chức Lương nông Liên Hợp Quốc FAO đưa ra hôm qua. Theo đánh giá của FAO, cuộc xung đột ở Ukraine khiến giá ngũ cốc, dầu ăn, nhiên liệu và phân bón tăng cao đang tạo ra một cuộc khủng hoảng lương thực nghiêm trọng. Nguyên nhân là vì Nga và Ukraine đóng góp tới 1/3 nguồn cung lúa mì toàn cầu. Nga là nhà xuất khẩu phân bón chính, còn Ukraine là nhà cung cấp dầu thô và hướng dương. Trước đó, trong báo cáo đưa ra đầu tháng trước, FAO cho biết chi phí đầu vào tại các trang trại, trong đó có phân bón, đang tăng theo hình xoắn ốc khiến nông dân khó có thể mở rộng sản xuất và đe dọa nghiêm trọng đến an ninh lương thực ở các nước nghèo. Những quốc gia bị ảnh hưởng nhiều nhất là ở khu vực Đông và Bắc Phi, Nam sa mạc Sahara ở châu Phi và ở châu Á. Lệnh cấm vận dầu mỏ mà phương Tây áp đặt lên Nga đã gây ra sự không chắc chắn nhưng không tác động mạnh tới kinh tế Nga như dự báo trước đó. Nhận định được Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nga đưa ra hôm qua sau khi châu Âu đã thông qua lệnh cấm dầu mỏ Nga theo từng giai đoạn sẽ mở đầu cụm tin vắn kinh tế. Theo người đứng đầu của Ngân hàng Trung ương Nga, tác động của lệnh trừng phạt dầu mỏ sẽ tùy thuộc vào một số yếu tố, trong đó có việc liệu Nga có thể tái điều hướng dòng vốn sang các thị trường khác hay không. Thống đốc Ngân hàng của Nga cho biết hoạt động xuất khẩu dầu của Nga không giảm mạnh như dự báo trước đó, song vẫn tiềm ẩn rủi ro về các lệnh trừng phạt thứ cấp. Nga hiện phải đối mặt với 6 gói trừng phạt của EU với cấp độ trừng phạt tăng dần và liên quan đến nhiều lĩnh vực, trong đó có dầu mỏ. Các lệnh trừng phạt này đã gây tác động không nhỏ đến nền kinh tế Nga, song cũng kéo theo rất nhiều khó khăn cho kinh tế châu Âu, mà một trong số đó là giá năng lượng leo thang chóng mặt khiến lạm phát phi mã. Thủ tướng Hungary Viktor Orbán hôm qua nhấn mạnh nếu không tiến hành kiểm soát giá nhiên liệu, một số thực phẩm cơ bản và năng lượng bán lẻ, thì lạm phát của Hungary vốn đã tăng lên 10,7% trong tháng 5 sẽ tăng lên tới mức 15-16%. Hungary nhập khẩu tới 85% khí đốt tự nhiên và hơn 60% lượng dầu mỏ từ Nga. Từ giữa tháng 11 năm 2021, Hungary áp giá trần đối với nhiên liệu và tiếp đó áp dụng tương tự đối với một số mặt hàng lương thực từ tháng 2 năm nay. Các biện pháp này đã giúp giảm 5-6% mức lạm phát ở quốc gia châu Âu này, tuy nhiên sắp hết hiệu lực vào tháng 7 tới.
Sau khi phục hồi và đạt tốc độ tăng trưởng 3,3% trong năm ngoái, kinh tế Cộng hòa Séc được dự báo sẽ tăng trưởng chậm lại do vấp phải một số loạt thách thức vì giá năng lượng tăng cao và tỷ lệ lạm phát đang ở mức hai con số. Giá điện tại quốc gia Trung Âu này đã tăng gấp 4 lần kể từ đầu năm ngoái, trong khi giá khí đốt cũng tăng hơn 3 lần. Tính đến tháng 5 vừa qua, tỷ lệ lạm phát đã lên tới gần 15% và được dự báo sẽ tiếp tục leo thang. Các chuyên gia kinh tế Cộng hòa Séc nhận định thu nhập thực tế của người lao động đang sụt giảm mạnh nhất trong gần 25 năm qua và có thể khiến tiêu dùng hộ gia đình giảm mạnh, đẩy kinh tế Cộng hòa Séc rơi vào suy thoái. Dây sạc là một vật dụng quen thuộc trong cuộc sống hiện tại. Nếu như mỗi một thiết bị điện tử, từ điện thoại, đồng hồ đến vô vàn các thiết bị khác lại cần những cổng sạc khác nhau, thì hãy thử tưởng tượng gia đình bạn sẽ có bao nhiêu chiếc dây sạc. Trả lời cho câu hỏi này, châu Âu đã đi tiên phong trong việc thống nhất chung một loại cổng sạc cho mọi thiết bị điện tử cho sử dụng ở lục địa già. Quyết định này nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ dư luận. Một điều chỉnh nhỏ nhưng mang đến những thay đổi tích cực và lâu dài. Thiết bị điện tử di động thường đi kèm với những cổng sạc riêng. Đây là một trong những cửa hàng tại Paris, Pháp bán đủ 3 loại sạc phổ biến nhất ở châu Âu hiện nay. Tuy nhiên, không lâu nữa, tại đây sẽ chỉ bán một loại sạc duy nhất. Bởi lẽ, Liên minh châu Âu EU vừa đưa ra quyết định yêu cầu các nhà sản xuất thiết bị điện tử sử dụng thống nhất một loại cổng sạc cho mọi thiết bị lưu hành tại châu Âu. Đây là một ý tưởng hay nếu quy định có hiệu lực. Điều này có lợi cho tất cả mọi người. Cụ thể, EU yêu cầu các thiết bị điện tử bao gồm điện thoại, máy tính bảng, tai nghe, loa di động, máy chơi game, camera phải trang bị chuẩn sạc USB Type C nhằm giảm lượng rác thải điện tử vì dư thừa dây cáp và củ sạc. Ngoài cổng sạc, các hãng sản xuất cũng phải làm chuẩn sạc nhanh để có thể sử dụng chéo với nhau. Người dùng châu Âu đã chán ngấy việc các bộ sạc chất đống trong nhà. Giờ đây, có thể sử dụng một bộ sạc duy nhất cho mọi thiết bị di động. Đây là một bước đi quan trọng để tạo sự thuận lợi cho người dùng và giảm thiểu lãng phí. Hiện tất cả các thiết bị điện tử chạy hệ điều hành Android mới đều chuyển sang sử dụng cổng sạc USB Type C và còn duy nhất Apple sử dụng chuẩn riêng trên iPhone. Với động thái này, đại gia công nghệ Apple của Mỹ phải thay đổi cổng kết nối trên các sản phẩm iPhone của mình được tiêu thụ tại châu Âu vào năm 2024. Ước tính, người tiêu dùng châu Âu phải chi gần 3 tỷ đô la Mỹ mỗi năm để mua những bộ sạc đủ loại. Chính vì vậy, việc thống nhất một bộ sạc tiêu chuẩn cũng sẽ giảm bớt phiền phức và tiết kiệm tiền cho người tiêu dùng. Vừa kinh tế lại vừa thân thiện với môi trường chính là điều mọi người hướng đến. Đây chắc chắn là việc nên làm. Nếu như có một bộ sạc thống nhất thì chúng tôi không cần phải mua tất cả các loại cho các thiết bị khác nhau. Một ý tưởng hay và giúp chúng tôi tiết kiệm tiền bạc. Trong một tuyên bố, Nghị viện châu Âu cho biết mùa thu năm 2024, USB Type C sẽ trở thành cổng sạc chung cho mọi điện thoại di động, máy tính bảng và máy quay camera tại EU, tiến tới năm 2026 áp dụng cho mọi thiết bị điện tử khác, ví dụ như máy tính xách tay. Quy định là bắt buộc, nên bất cứ doanh nghiệp nào hoạt động tại châu Âu cần phải tuân thủ quy tắc của chúng tôi. Thời hạn có hiệu lực là 2 năm nữa, thế là đủ cho sự thay đổi rồi. Việc sử dụng một kiểu cổng sạc chung đã được Ủy ban châu Âu EC thúc đẩy từ một thập kỷ trước. Lâu nay, những người sử dụng điện thoại iPhone và Android thường phàn nàn về việc phải sử dụng các dây sạc khác nhau cho thiết bị của mình. Với quyết định mới của EU, người tiêu dùng tại lục địa già chắc chắn sẽ cảm nhận được sự thuận lợi cũng như hiệu quả lâu dài của bước đi tưởng như rất nhỏ này. Vẽ tranh chân dung bằng màu, sơn dầu là chuyện bình thường, nhưng dùng bếp lò, sức nóng của mặt trời để vẽ chân dung của những người nổi tiếng thì thực sự là một cách vẽ sáng tạo có 102. Đó là tài năng của nghệ sĩ Hossam Kaman từ Ai Cập. Với chiếc kính lúp và một tấm bìa cứng, anh Hossam Gama đã có thể tạo nên một bức tranh kỳ diệu. Còn đây là một tác phẩm khác với cát và nhựa đường, hay đơn giản là lòng trắng trứng. Mọi sáng tạo của anh đều bất ngờ ở phút cuối. Việc sáng tác nghệ thuật đối với tôi là một niềm vui. Tôi muốn đó là những trải nghiệm trong cuộc đời tôi. Vậy nên mỗi tác phẩm là một sự ngẫu hứng và sáng tạo. Với đam mê, tài năng sáng tạo và đôi tay khéo léo, anh Hossam cho ra mắt cả bộ sưu tập mà mỗi tác phẩm đều có một cách làm riêng, độc đáo và không trùng lặp. Những tác phẩm này cho thấy nghệ thuật là không giới hạn. Bản tin thời sự quốc tế của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh cũng xin được kết thúc tại đây. Trân trọng cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.